Tổng thống Putin đã lên tiếng, các nước thiếu thân thiện sẽ phải mua khí đốt bằng đồng rúp. Tổng thống Putin đã thông báo vẫn sẽ tiếp tục bán khí đốt cho các nước thiếu thân thiện với Nga như châu Âu, nhưng yêu cầu họ phải thanh toán bằng đồng rúp. Khác với một số đồng nghiệp, chúng ta coi trọng vị thế là đối tác và nhà cung cấp đáng tin cậy. Tất nhiên Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí tự nhiên với số lượng và mức giá được thống nhất trong các hợp đồng từ trước. Thay đổi duy nhất là phương thức thanh toán, trong đó sẽ sử dụng đồng rúp của Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã nói trong cuộc họp trực tuyến với các bộ trưởng vào hôm nay. Ông chủ điện Kremlin đã đặt thời hạn một tuần để chính phủ và ngân hàng trung ương Nga xây dựng phương án thanh toán chi phí khí đốt bằng tiền tệ của Nga. Trong khi tập đoàn dầu khí quốc gia đã được lệnh đưa thay đổi này vào các hợp đồng, danh sách các nước kém thân thiện gồm các quốc gia đã áp đặt các lệnh cấm vận nga, trong đó có Mỹ, các nước thành viên Liên minh châu Âu, Anh, Nhật Bản, Canada, Naui, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Ukraine. Thỏa thuận làm ăn với những cá nhân và doanh nghiệp tại những quốc gia này cần được ủy ban chính phủ nga phê chuẩn tính cho đến ngày 27 tháng 1 có khoảng 58% lượng khí đốt Nga bán cho châu Âu và các nước khác được thanh toán bằng euro, trong khi đô la Mỹ chỉ chiếm 39%. Các nhà phân tích coi động thái mới của Nga là nỗ lực của Moscow nhằm gây áp lực lên châu Âu để trả đũa các biện pháp cấm vận. Đặc biệt là việc phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ, gần như là một nửa dự trữ quốc tế của Nga. Nếu như mệnh lệnh của ông Putin được thực hiện, châu Âu sẽ phải mua lượng rất trị giá là hàng trăm triệu euro mỗi ngày. Với Nga, việc đó sẽ cung cấp cho họ dòng chảy ngoại tài mạnh, đồng thời sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với đồng rút. Nga đang cung cấp 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, trong đó có Đức, Italy và nhiều nước Trung Âu cũng phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung này có khoảng 25% nguồn dầu mỏ cho châu Âu cũng đến từ Nga. Sự phụ thuộc đã khiến cho nhiều nước Liên Âu đã không đáp lại những lời kêu gọi từ Mỹ và Ukraine là cấm vận ngành năng lượng của Nga. Ủy ban châu Âu EC, cơ quan điều hành Liên minh châu Âu, vào hôm 8 tháng 3 cũng công bố mục tiêu giảm phụ thuộc khí đốt của Nga với các biện pháp như là tìm kiếm nguồn cung khí đốt mới, đẩy mạnh dự trữ cho mùa đông năm sau. Và Liên minh châu Âu dự kiến độc lập hoàn toàn với nguồn khí đốt dầu và than của Nga trước năm 2030. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak vào hôm 7 tháng 3 sẽ dọa cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu, cảnh báo giá dầu có thể lên 300 đô la Mỹ một thùng nếu châu Âu cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Liên Âu vào hồi đầu tháng 3 đã phải trả khoảng 722 triệu đô la Mỹ tiền khí đốt mỗi ngày cho Moscow, cao gấp 3 lần trước khi Nga mở cuộc tấn công tại Ukraine.